Qua nhiều năm đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam, Long Big Bang tiếp tục thực hiện sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thông qua những tuyệt tác vương miện danh giá và cao quý. Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 tiếp tục mang câu chuyện truyền cảm hứng về biểu tượng của món quà từ đại dương, một bảo vật của tạo hóa mang tên Ngọc Trai. Tất cả cùng hòa quyện cùng tâm huyết, sự kỳ công của đội ngũ chế tác tài năng từ thương hiệu Long Big Bang. Đặc biệt, chiếc vương miện được đích thân nhà sáng lập Long Big Bang, bà Bùi Thị Mỹ Cảnh trực tiếp lên ý tưởng cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020, lấy cảm hứng từ chủ đề của cuộc thi Thập kỷ hương sắc. Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 là thành quả lao động của đội ngũ nghệ nhân chế tác Long Big Bang với nghệ thuật đính kết hoàn hảo giữa ngọc trai và đá quý. Từ những viên ngọc trai được lựa chọn kỹ lưỡng với 74 viên ngọc trai Soshi và 30 viên ngọc trai Fresh Water. Soshi được biết đến là những đại trân châu quý giá, trong đó 21 viên Soshi ánh sắc vàng kim, 53 viên Soshi tượng trưng cho vẻ đẹp đài cát sang trọng mà bất kỳ ai cũng muốn ngưỡng vọng, 30 viên Fresh Water sắc trắng đại diện cho vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi và duyên dáng của người phụ nữ. Vẻ đẹp lung linh, trắng lệ của thiết kế vương miện còn là sự hội ngộ hoàn hảo với 530 viên đá quý trắng và 1388 viên đá quý vàng. Lồng ghép trong thiết kế chính là hình ảnh những mảnh vỏ sò ôm tròn những viên ngọc trai quý giá, khoác lên mình sắc vàng hộ phách, hòa quyện cùng với sự lấp lánh của những viên đá quý trắng và ngọc trai, tạo cảm giác dịu dàng, thanh lịch. Đặc biệt, Long Big Bang còn dành tặng hai tiara cho hai Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2020. Thiết kế của hai chiếc tiara cũng được lấy cảm hứng từ chủ đề cuộc thi, toàn bộ được chế tác từ vàng trắng, đá quý và ngọc trai. Long Big Bang hân hạnh là nhà tài trợ trang sức và vương miện cho Hoa hậu Việt Nam 2020.